chưa đầy một năm đã được gần 2 triệu sub. Gương mặt trẻ làm về Minecraft đang dậy sóng trên YouTube. Clip nào được upload cũng trên 1 triệu lượt xem. Là chàng trai tài giỏi, có số lượng hùng hậu fan. Nhìn có vẻ dễ dàng như rất nhiều sóng gió, phải trải qua nhiều khó khăn mới có thể đạt được nó. Nhưng mà là chàng trai bản lĩnh luôn đứng thẳng và vươn vai, chắc chắn sẽ là YouTuber số 1 ngay vàng đang chờ ở tương lai. Trước khi thành một người nổi tiếng, anh phải đi làm thêm với mức lương ít ỏi, bao khó khăn luôn kề bên. Anh đã phải chứng kiến cảnh bạn gái mình khóc, nên anh đã từ bỏ làm thêm, bắt đầu việc cực nhọc. YouTube là nơi anh đặt chân tới, chặng đường trông gai nhiều thử thách mới. Nhưng mà suy nghĩ không được bỏ cuộc, chặng đường thành công nằm ở phía trước. Cứ thế bước đều mặc đời gièm pha, siêu xe 3 tỷ từ đó mà ra, đập tan thành kiến của anti-fan. Nấc thang cao vút anh bước đi lên. Ok, và chào các bạn. Mình là Lenderman đây. Ồ, cái xe của mình. Ok, và mình là Lenderman đây. Và ngày hôm nay có lẽ các bạn đang thắc mắc là tại sao anh Lenderman lại có một chiếc xe đẹp đến như vậy. Và nhiều bộ đồ rất phong cách. Chàng trai trẻ đam mê Minecraft, tuổi 24 đã thành công. Mọi nỗ lực của anh đã được đền đáp chứ không đổ thành sông. Là Minecraft mới chỉ 2 năm đã đạt được gần 3 triệu sub. Tính giải trí của anh rất cao nên rất nổi tiếng ở trên YouTube. Anh bắt đầu sự nghiệp của mình từ chơi Minecraft trên điện thoại, sau đó anh chơi trên máy tính với tất cả mọi thể loại. Chúc cho kênh của anh ngày càng thành công và phát triển. Năm 2019 lấy nút kim cương để có thêm bước tiến. Chào mọi người đến với channel Us Banana. Hello, xin chào bạn đến với channel Us Banana. Mình là chú đây và hy vọng là các bạn đã có một ngày học tập và làm việc thiệt là chăm chỉ và thiệt là thú vị. Yo, phải không các bạn? Hy vọng là các bạn đã có một ngày làm việc thật là chăm chỉ và cực kỳ thú vị. Love worth a thousand pirate treasures, and in all the deep blue sea I swam a thousand miles just to find you. I've been lost in the waves now that got played out, and it came down. It was crashing, crashing on us, crashing down. Tên của anh là Phạm Văn Dũ, năm nay anh 25 tuổi. Niềm đam mê với lại YouTube và Minecraft là thứ anh theo đuổi. Là người sáng lập ra Team Uplook, team Minecraft đầu tiên ở Việt Nam. Anh rất giỏi trong nhiều lĩnh vực, sáng tạo nhiều người không thể làm. Anh chơi giỏi đặc biệt là Minecraft, lối chơi con hút và nhiều thể loại khác. Anh sở hữu lượng fan cực khủng và đang tiến nhanh đến nút vàng, mang luồng gió mới đến với Minecraft, khiến người xem có cảm giác ấm áp. Vì thế anh được nhiều người yêu quý và là thần tượng của các bạn trẻ Việt Nam. Sự ảnh hưởng của anh cực kỳ lớn, nhiều bạn học anh để hoàn thiện hơn, mang Minecraft đến với cộng đồng. Công của anh là cực kỳ lớn, anh chính là nguồn động lực cho nhiều YouTuber mới phấn đấu. Anh là người đàn anh mẫu mực cho bọn em và lứa YouTuber sau. Mong rằng anh sẽ luôn luôn khỏe mạnh, cho ra thêm nhiều sản phẩm hay hơn. Những gì mà anh đang cống hiến là những thứ cực kỳ to lớn. Những thành công mà anh đã gây dựng đã phải đổ rất nhiều mồ hôi. Những khó khăn mà anh phải chịu đựng sẽ giúp anh có một tương lai tươi mới. Love worth a thousand pirate treasures, and in all the deep blue sea I swam a thousand miles to find you. I've been lost in the waves now. Crashing on us, crashing down, down, down.
Sinh ra là một con gà nên tôi không thể bay. Khác với những chú gà khác, tôi được thay cánh bằng tay. Với ước mơ đi khắp thế giới, được bay lên tít trời mây, chinh phục được mọi chướng ngại, nắm toàn thế giới ngay trong bàn tay. Tôi là gà đến mọi công việc đều không được như ý muốn. Xây nhà cứ gọi là xấu, còn mắc phải tính lạc đường. Tuy là như thế vậy, tôi vẫn có bạn ở muôn phương. Họ vẫn dõi theo tôi, chúng tôi bước chung một con đường. Từ người xương cho tới zombie, tôi đều phải vượt qua hết. Chinh phục hang sông nghìn thước, nhiều khi cận kề với cái chết. Tôi vẫn cố gắng dùng hết ý chí kiên cường vững bước mà vượt qua. Đưa đôi tay lên tiếp thêm sức mạnh, chấp thành đôi cánh bay thật xa. Nhiều khi nhìn lên trên cao mong sẽ chinh phục được mặt trăng. Chế tạo tên lửa bay lên trên đó dạo chơi với chị Hằng. Đôi khi nản chí gà ơi, có lẽ mày nên dừng bước. Nhưng vì mọi người vẫn còn yêu quý nên tôi chưa thể nào dừng được. Rất nhiều loài khác có thể phun lửa và tạo rông. Trở về với thời tiền sử, tôi nuôi hàng chục loài khủng long, từ loài hiền lành trên cạn tới thú săn mồi ngoài biển rộng. Là nhà huấn luyện tại ba, tôi có hàng trăm Pokemon. Lạc vào thế giới Hexit, đối mặt với cuộc chiến sống còn, tôi vẫn kiên cường chống lại được kinh. Người ta gọi tôi là gà điên, rất nhiều thợ xây đã phải gục ngã mỗi khi tôi thể hiện. Tôi đã từng lên trên thuyền trở thành hải tặc ngoài biển xa, sở hữu nhiều trái ác quỷ, tôi đã đánh bại được tất cả. Ngoài thế giới kiến từ nâu tới đỏ tôi đã từng đi qua, mỗi khi trở về tôi đều không xây sức gì cả. Người ta gọi tôi là gà sinh tồn. Tôi vẫn dạo chơi trên từng góc phố và vẫn đi ngủ lúc hoàng hôn. Tôi vẫn chiến đấu ngay khi thế giới còn cái ác, tiêu diệt cả dòng nghìn tuổi cho tới bây giờ và nhiều quái vật khác. Tôi vẫn xuất hiện mỗi khi dân làng gọi tên tôi. Ở đâu vẫn còn cái ác thì tôi vẫn còn đi muôn nơi, bởi vì tôi là gà sinh tồn. Trở về với Minecraft 2015, nơi mà chắc gắn liền tuổi thơ với nhiều bạn đang ở trong đây lắm. Khi mà YouTuber hồi đó làm việc vẫn luôn hết mình vì đam mê, một tháng sáng tạo miệt mài cho tới 100.000 mang về. Khi cá khô vừa nghỉ, anh được xem như một huyền thoại. Người đầu tiên giết rồng NBH lúc này giống như một tượng đài. Người chơi sinh tồn chất nhất lúc đó không thể quên kể tới Jackie. Kết thúc series là những công trình đẹp mắt và vô cùng kỳ vĩ. Lúc này anh chuối vẫn còn hơi mập và cũng mới bước vào Minecraft. Chỉ sau vài năm công hiến không thể phủ nhận những thứ anh đã làm. Nhắc tới CrazyCraft và ai nhớ tới Duy Vựa và GB. Còn về Hexit lúc đó phải nhắc tới Việt Nam Miner. Lúc thấy Tuấn khó đỡ, hồi đó khác gì chạm vào IS. Ai mà lỡ đắc tội với anh là mát người đó sẽ nát bét. Anh Tuấn hồi đó là cặp bài trùng với chúng tôi, kết hợp series Hexit cực kỳ hài hước. Liệu giờ ai còn nhớ? Nhớ thì like. Hồi đó khác gì một vị thánh, từ lúc anh làm YouTube đến giờ vẫn chưa có ai biết mặt anh. Nhắc tới sinh tồn hồi đó còn có Dương FG, Dũng Senpai hồi đó chưa làm Minecraft nhưng rất đáng xem. Và bây giờ Chani hồi đó còn được biết đến là VMcraft, lúc đó nổi tiếng là nhân vật bò và có biệt tài rap. Nói tới xây dựng thì nấm với lại Jackie được xem 1910. Ủa, nhưng mà trong đây có ai biết đến Dev Zumba không vậy mọi người? Quyết nổi tiếng trong Minecraft với độ hài hước. Nói về roleplay trong game sinh tồn thì anh là người đi trước, chơi đủ mọi thể loại map. Có ai còn nhớ tới Buron? Và chơi gà đủ mọi thể loại, bạn có biết đến gà sinh tồn? Đấy là những người chơi Minecraft vào khoảng 2015. Trong số những người mà tôi kể, liệu bạn còn biết đến ai không? Này 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 này, nếu mà biết nhá thì bạn đã già rồi đấy. Think of-
wonder where you think I'm in.